cả nhà cứ xem cái bình luận đầu tiên á, mình sẽ để cái tên cái chỗ mà mình đặt mua cái nhánh này nha. Ủa này sao bẹp bẹp vậy? Hả? Coi cái này của người ta nè. Nó bon bon. Tại cái trái của nó còn xanh á, cho nên là cả nhà khó thấy chứ cây này nhiều trái lắm luôn nè. Hôm nay ngày thứ tư cho nên là trong cái khu của mình họ tới họ lấy rác nè. Xin chào cả nhà nha. Hôm nay lại một ngày nữa không đi làm, mình tiếp tục mình ra vườn nha. Vườn của mình bây giờ là tương đối là đâu đó vào đó rồi, dọn dẹp sạch sẽ rồi. Bây giờ là chỉ có việc là chăm sóc, trồng trọt, rồi mình ra mình thu hoạch thôi. Bây giờ mình thanh toán mấy cái dây mồng tơi này nè, nó già hết rồi, cho nên là mình cắt cái lá nào ăn được á thì mình sẽ ăn. Mấy cái trái ớt này của mình hôm nay là nó chín lai rai hết rồi nè. Có một số trái là mình thu hoạch được rồi, quá chừng trái luôn á. Cái cây này là nó trái quá chừng luôn, nó sai hơn hết những cái cây kia nha. Tại cái trái của nó còn xanh á, cho nên là cả nhà khó thấy chứ cây này nhiều trái lắm luôn nè. Ui dồi, trái nó cũng chưa chín lắm, hườm hườm thôi, nhưng mà thôi mình thu hoạch nó vô luôn đi cho cái cây nó bớt. Nhưng hồi nó trái nhiều quá nó nuôi không nổi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 với mình 24 trái nữa là 20 trái, một cây đó mà 20 trái khủng khiếp luôn chứ. Mấy cái ớt này dễ hái lắm, mình không cần kéo đâu, mình chỉ cần bẻ ngược với cái nấc cuống của nó đó là thu hoạch được rồi. Mấy cái trái hườm hườm này á, mình hái nó luôn đi. Mấy cái ớt này á, phần lớn là người ta mua về người ta ăn sống, tại vì nó không có cay mà nó có cái vị ngọt nhiều hơn là những cái ớt khác. Nhưng mà mình nói chung là mình cũng không thích ăn sống cho lắm. Đa phần là mình đem vô mình xào với thịt bò lúc lắc á, mình bỏ nó vô cái xào qua xào lại là mình đem ra mình ăn thì nó ngon hơn. Cái cây của nó là mình thấy cái lá đó bắt đầu là nó muốn vàng hết trơn rồi, nó hết tốt rồi. Hái trái này luôn đi. Mấy cái ớt này á, nếu mà mình chăm nó đó là nó ra trái nhiều lắm cả nhà ơi, nhiều với lại to. Nhưng mà cái giai đoạn mà nó đang lớn đó thì mình đi chơi, mình không có ở nhà, cho nên là nó giống như nó chỉ sống thôi, nó chỉ sống thôi chứ nó không có phun ra, nó không có tốt được. Ôi ôi mê không, đây trái nè, trái này nó hư rồi, không biết nó bị gì ha, cái này nó úng mà, thôi bỏ đi. Cứ mình mà có trồng là mình sẽ có thu nha. Đi ra thu hoạch đó ham lắm, mê lắm luôn á. Kế bên bẻ nó luôn đi. Có bao nhiêu thì mình thu bấy nhiêu, mót được gì mót, có còn hơn không. Mấy cái cà chua này hen với lại ớt á, là cái con sâu của nó bự lắm cả nhà nha. Nó một loại sâu thôi, con nào con đó nó bự thù lù mà thấy ghê lắm, nó có sừng. Đợt hổm á là mình giết hết mấy con rồi đó. Ôi thấy nó mà nổi da gà á. Mình thích trồng cái loại cà chua này nè, tại nó có chùm chùm á, mà trái nó cũng to nữa. Cái này á là mình mua trái mình ăn, xong rồi mình lấy hộp lại mình ươm thôi, chứ cũng không có gì đặc biệt, không có mua hộp giống ở đâu hết trơn á. Mua trái ăn á là lấy hộp. Mới có bước ra thôi là mình đậy một xịa rồi. Mình ngưng thu hoạch chút nha, đi qua đây quay mấy trái dưa hấu cả nhà xem nè. Trái nào trái đó nó bự như một con heo luôn, nó nằm ngổn ngang nè, thấy thương không. Trái này thì nó không lớn hen, coi bon bon luôn. Chưa, cái dây râu của nó là nó chưa, mình là chỉ biết nhìn cái dây râu thôi chứ đánh thì không có nhận thức được đâu. Ủa này sao bẹp bẹp vậy hả? Coi cái này của người ta nè, nó bon bon sao kỳ vậy ta, là sao. Cả nhà ai mà chuyên gia trồng dưa hấu cho biết nghe tại sao vậy, hai cái tiếng nó khác nhau sao, một trời một vực vậy. Tại bả mập quá không hay là sao,
tại mập quá cho nên dày quá không hay sao ta, chứ cái rau của nó cũng chưa chín. Nó của người ta bon bon của bả bẹp bẹp kìa cho ta. Đây nè, bữa hôm qua mình ra mình cắt dọn bớt mấy cái dây rau nè, mấy cái dây mà nó mấy cái chèo á nhỏ nhỏ đó mình cắt bớt rồi. Mấy cái dưa này á là mình đã tuyển lựa nó hết rồi đó, coi như là nó thuộc về giống ngon, cho nên là mình lấy cái hột mình trồng lại, mình trồng mấy năm liên tiếp, cái loại nào dở cái mình bỏ, còn loại nào ngon á mình ăn xong mình lấy cái hột lại. Cho nên là năm nay á là mình trồng mấy cái dưa toàn là được tuyển lựa rồi. Kế bên cái cây táo tàu nè, cả nhà coi quả chừng trái luôn không, thôi giờ mình hái luôn nha. Cái cây táo này á, năm nay mình không có tưới nước nó mỗi ngày á, cái giai đoạn mà nó đang ra trái nhỏ nhỏ, nó đang nuôi trái mà mình không tưới mỗi ngày, cho nên là cái cây của nó giống như nó không có được khỏe, nó không có đủ sức á, mà lại nuôi nguyên một đám trái này nữa. Cả nhà thấy cái trái của nó thì nó cũng không được chất lượng lắm ha, cái trái nó cũng nó chưa có đến cái tuổi chín á mà đã háp háp rồi nè. Tại một phần do nắng nữa, nắng quá. Cái cây này một hồi mình sẽ lợi mình hái nó luôn. Còn bây giờ á, mình cứ thu hoạch mấy cái này đi. Cái này là ớt chuông tím. Nó từ đen rồi xong bây giờ sao nó nhả cái màu đen ra, nó thành xanh luôn. Cho nên là mình nghĩ nó chắc là nó già rồi. Thôi thu luôn đi. Bẻ xong cho cái cây nó mừng lắm thiệt. Đâu rồi, cái cây này nó sai nhất luôn nè. Mình chưa có trồng cái loại ớt tím này cho nên không biết cái màu nó làm sao gọi là chín nữa nha. Ây vô. Chắc mình phải chạy vô mình lấy thêm một cái mâm khác rồi. Chưa vậy trơn á là đầy cái mâm này rồi. Thấy mê không? Ôi ôi. Cứ có trồng là có thu quá nhà nha, thấy mê lắm. Cứ ngày nào á mà không đi làm á là cứ ở nhà làm vườn. Ý à, mấy trái này bị gì vậy? Bỏ nó đi. Bữa nay mình chắc lôi cái cây thịt bò ra. Cái mình xào. Ủa nhiều quá ha. Mấy cái ớt này ăn được á, là nó tốt lắm luôn cả nhà nha. Đặc biệt là nếu mà mình chịu ăn sống á, là mấy cái vitamin trong cái ớt của nó đó tốt lắm luôn á. Tại vì mình không có mê thôi, chứ nếu mà không á, lấy cái ớt đó rửa sạch bỏ vô tủ lạnh á cho nó hơi lạnh lạnh giòn giòn rồi đó là ăn tốt lắm luôn đó. Rồi xong cái đám ớt này rồi. Trời ơi, thấy ha không cả nhà ơi, một xị ớt của mình nè, mê chưa. Khiên cái xị này đem vô cái chỗ nào mát mát á mình để, chứ đằng đây nó nắng quá. Đây cho nó nằm ở đây đi đó. Còn cái cây này nữa nè, cây này nó tốt ơi là tốt cả nhà ơi, coi cái trái nè. Trời ơi, thấy ham chưa. Trời ơi, thấy cưng ơi là cưng luôn á. Cái cây này á, hình như là nó màu đỏ, cho nên á, mình chờ nó chuyển sang màu đỏ mình hái nha. Đỏ hay là vàng vậy đó. Trời ơi, cái cây trái thấy thường quá, chừng thấy thường luôn á. Cưng xỉu. Trái này nó ngay cái nấc này, khó hái quá. U da, hái mày luôn. Cái ớt này á, là mình mua trái ở trong cái chợ Mỹ á. Nó bỏ từng bọc, mỗi một bọc chừng 4-5 trái vậy đó. Đủ màu luôn, vàng, cam, rồi đỏ. Cái mình thấy nó đẹp quá, mình mua về để chủ yếu mình lấy hột giống thôi. Dễ lắm cả nhà ơi, cho nên là muốn trồng ớt á, hay là cà chua đó, mình ra chợ mình mua mình ăn, lấy hột giống về cho nên mình trồng. U cái trái này. Ôi ôi, cái gì vậy? Nguyên trái nó bị úng luôn. Có khi nào mày tại nước nhiều không? Cái đó là mình không rành nha, không biết tại sao. Chỉ để lại vài trái ăn thôi chứ làm sao mà giải quyết cho hết cái xì ớt này. Đó, rồi bắt đầu thu hoạch và đem vô. Cứ kè cậu cú hết, người này năn nỉ tới, người kia ăn phụ. Nhưng mà nói chung nhà đông, có cậu mợ đông lắm, cho nên là yên tâm, không sao. Cứ thu hoạch cái xì nào là
hết xì đó à cả nhà ơi, không sao. Bây giờ ở ngoài chợ cái gì cũng đắt đỏ nha, đi mua đồ ăn này kia, rau cải cũng vậy, mắc lắm. Cho nên ở nhà mình có trồng vậy nè, mình vừa ăn rau cải sạch ở nhà mình trồng, mà lại có để đem người này kia để ăn với mình nữa. Bây giờ mình xả ra cái cây táo tàu này, mình thu hoạch nó nha. Quá chừng luôn, trái me không cả nhà ơi. Năm nay cái trái của nó không được chất lượng cho lắm nha, không được to lắm, mà đã chín rồi. Mà vô cái mùa này là táo tàu nó bắt đầu có trái chín đây mình ăn rồi. Tại cái cây này nó không có được sung á. Nhưng mà cái cây to đằng kia á, cây bự đằng kia thì nó đỡ hơn. Coi nè, cái trái này thấy mê không cả nhà ơi. Ôi nó ham gì đâu luôn á. Quá chừng trái luôn chưa. Cái táo tàu này á thì mình không có nhớ nữa, tại anh Long ảnh tháp hai loại. Nhưng mà nó đều giống nhau hết á, mình thấy ăn với lại là cái dáng trái nó cũng giống nhau hết á. Nhưng con cái tên nó là nó tên khác. Hai loại anh Long tháp vô là một loại ti sao với lại một loại là Norris number one. Đó, hai cái loại đó. Nếu mà mình muốn order cái nhánh về mình tháp á, thì thường vô khoảng tháng 12 á, thì mình sẽ order để trong cái khoảng tháng cuối tháng 1 đầu tháng 2 á, thì họ sẽ ship về cho mình để mình tháp vô. Tại táo tàu thì thường tháp vô khoảng tháng tháng 2 đó, cho nên là mình sẽ để cái tên á, cái tên cái chỗ mà cái trang web mà mình order mình đặt mua cái nhánh về mình tháp á. Nhưng mà nếu mình có vô bây giờ mình vô đặt thì cũng không được đâu. Tại vì thường tháng 12 á, họ mới bắt đầu họ mở cái trang web đó ra đó, để họ nhận đặt mấy cái nhánh tháp này. Mới có 10 giờ sáng thôi mà nắng nóng muốn chết luôn á. Cái này ra vườn trễ làm sao mà ra nổi. Cho nên nắng vậy nè, mà mấy cái táo tàu này mình không có tưới nước mỗi ngày nữa đó, là nó sẽ không có phun, nó không có tốt đâu. Cái loại táo này mình thấy ăn cũng ngon lắm nha. Cho nên là ở nhà mà ai mà muốn tháp mấy cái loại táo này á, thì vô cái trang web đó coi ha. Chừng nắng rồi, hái nhanh đi, đi vô cái góc nào mát mát thì mình ngồi mình ăn. Trong đây nó có mấy trái dưa hấu, nó nhỏ nhỏ luôn, nhém chút xíu nó đạp nó rồi. Mấy cái trái dưa hấu nhỏ nhỏ đó không biết nó còn lớn nữa không, không biết nữa, cứ để lại đi. Nó lớn được cỡ nào hay cỡ đó. Năm trước á hả, là anh Long anh làm biến hái mấy cái trái này, anh lợi cây anh rung cho nó rớt. Nắng kinh khủng khiếp luôn, mới có 10 giờ thôi đó. Mình đưa tụi nhỏ đi học xong á là ăn sáng á, chuẩn bị là chạy ra vườn. Một là sáng sớm, còn hai á là chiều mát mới dám ra vườn. Cả nhà ơi, nó nắng dữ lắm. Nắng cháy da, cháy thịt. Nhưng mà mê làm vườn thì phải chịu chứ giờ làm sao. Than với thở với ai giờ, ai bắt ra vườn đâu, tự nguyện. Đâu ai bắt ra vườn cả nhà, ra làm vườn còn tốn tiền nữa,
mua cây, mua cối, mua phân bón, rồi chăm chút nó, tưới nước, chưa có bị la là may lắm. Ở đó mà than với thở, cuối cùng thì cũng đã thanh toán được cái cây táo tàu này rồi. Một xịa cả nhà nha, xịa này nhỏ thôi chứ không có lớn, nhưng mà cũng một xịa luôn nè. Rồi đi vô, vô cái chỗ nào mát mát mình ngồi ăn vài trái nha, coi năm nay cái táo tàu của nó làm sao. Đi ngang thấy có một trái sabuche, nó bị không biết cái này là con não lại nó hái không ta, hay là nó rớt vậy. Coi nè, quá chừng trái coi nhờ, mê lắm, thấy thương không. Cái cây này là mình mua tại cái vườn Magnolia Garden Nursery cả nhà nha. Ôi ôi da da, cha ơi, đây nè cả nhà, thấy mấy cái miếng này không, là mình để cho mấy cái con đó đó, con sóc, con cà cun, con gì đó không biết, là nó đừng có lợi đây nó hái. Hình như mình nghe mùi nó thơm thơm vậy ta. Ồ, có nghe mùi thơm thơm, có đâu chín không, sao mình nghe mùi. Ây da, nghe mùi đây nè, đúng rồi, thấy không, có cái con nào á nó đã tới nó hái nó ăn của mình nè, có trái chín nó ăn nó còn sót lại nè, thấy chưa. Bởi vậy mình nghe cái mùi, phải bỏ mấy cái miếng này xung quanh cái gốc cây để mình kiếm thêm vài miếng nữa, chứ nếu không á là nó bò tới cái là nó hái hết trơn của mình nè. Năm rồi mình bị hết một lần rồi. Ôi ôi, cái bự nè, thấy không. Rồi được hai trái. Cái này hình như nó già chưa. Đó, mình nghe cái cô chủ vườn nói á, mấy cái phấn phấn bột ở ngoài nè, rồi mình chà, nếu mình chà bên trong mà nó màu vàng á thì nó già rồi. Cái này chưa nè, trái này được. Trời ơi, được hai trái sabuchi. Bây giờ mình sẽ ăn thử mấy cái trái táo tàu nha, xin mời cả nhà nha. Bây giờ mình không biết cái hàng nào là tia sao, cái hàng nào là Nordic number one luôn. Có thể anh Long á, ảnh tháp thì anh sẽ nhớ cái nhánh nào. Giống này ăn á, mình thấy nó giòn. Hồi nói chung táo tàu mấy trái mà mình mới hái xuống là trái nào ăn cũng giòn hết. Cái giống này nó ớn, chứ nó không có tròn, cho nên cái sợi của nó sẽ không có bằng cái hàng săn silly, cái trái tròn nó thịt nó nhiều hơn. Nhưng mà cái hàng này á, cái thịt của nó chắc hơn, nó không có xốp xốp. Còn cái hàng săn silly á, nếu mình để chín quá thì cái thịt của nó sẽ xốp xốp. Cái trái này mình ăn nó còn xanh, độ ngọt nó hơi bị ít. Năm nay mình ăn mình thấy nó không bằng năm rồi nha. Trái này ngọt hơn nè. Nó ngọt nhưng nó ngọt thanh thôi, chứ khỏi hỏi nó ngọt gắt. Mấy táo tàu này mình càng để chín á thì ăn cái vị nó sẽ ngọt hơn, nó có cái mùi thơm hơn. Càng nâu á, ăn nó ngọt hơn. Thật sự á, mình hái cái này cũng hơi sớm nè, nhưng mà tại mình thấy cái cây của nó giống như nó muốn si rồi, mình muốn dưỡng nó lại, cho nên thôi mình hái luôn. Chứ mấy cái trái này thật sự là nó chín, nó giống như là chín nắng, chín háp thôi, chứ nó chưa có đủ tuổi chín nè. Hy vọng là cái cây bự á, nó có sức rồi đó. Không có ngon bằng năm rồi. Mình ăn mà thấy nó có trái này trái kia, nhưng năm rồi ăn ngọt hơn, cái vị nó đậm hơn. Năm nay có thể là mình làm cái chậu ở đó, cái cây này nè, mình kêu Long bỏ thêm mấy cái phân đất vô cho nó. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái trái ớt này nha. Mấy lần trước thì mình cũng đã ăn rồi, nhưng mà hôm nay á, sẵn thu hoạch á, mình sẽ ăn thử cho cả nhà cùng xem nha. Đó, khỏi cần rửa, lau lau là ăn được rồi. Tại vì mình đâu có xịt thuốc cho nên không sao cả nhà nha. Cái ớt này á,
cái nước của nó rất là nhiều. Khi mình cắn vô á là trong miệng của mình nó phun cái nước ra luôn á, nước nhiều lắm, nó giòn. Nhưng mà nếu mà mình bỏ vô ngăn lạnh á, tủ lạnh á, thì mình ăn nó sẽ giòn hơn và nó sẽ ngon hơn. Ăn thì nó nghe cái mùi ớt, nhưng mà không có đậm đâu, nó nghe cái mùi ớt thôi, mùi ớt nhẹ thôi chứ nó không có ngậy lên cái mùi đậm. Và ăn nó không có cay, không một chút xíu nào cay hết. Nó có ngọt, nhưng mà cái ngọt của nó là ngọt thanh, ngọt nhẹ thôi, chứ không phải là ngọt ngay, ngọt nhẹ thôi. Ngọt mà kiểu như ngọt lợ lạc lạc đó. Coi nè bên trong đó nè, đó cái lỗi của nó nè. Nhưng mà theo mình được biết ăn mấy cái ớt này rất là tốt nha. Còn cái tên ớt của nó thì mình không có nhớ, tại vì mình mua trái ở trong chợ về mình lấy cái hộp, chứ mình không phải mua hộp giống, cho nên là mình không có nhớ cái tên cái bao bì nó là tên gì. Nhưng mà những cái năm trước mình có quay video á, thì có rất là nhiều bạn biết tên của nó và có để bình luận ở dưới. Hôm nay người nào mà coi video mà biết cái tên giống ớt này á thì nhắc cho mình ý nha, tại lâu rồi mình cũng không có nhớ cái tên của nó. Chỉ cần lấy một trái là thôi, là mình có hộp giống nên mình trồng cho năm sau rồi. Thích trồng cái loại ớt này dữ lắm luôn, tại vì cái dáng trái của nó đó, khi nó chín á, nó to mà nó lại đẹp nữa. Mà đặc biệt cái cây của nó rất là sai trái nha, mình thấy nó sai trái lắm, nó chịu đậu trái lắm luôn á. Nếu mình chăm nó là cái cây của nó phun lên trái rất là nhiều, nó mà ăn tốt nữa. Đa phần là mình đem vô mình xào sơ lên á, cái là mình ăn thì mình sẽ thích hơn, tại vì mình có niêm gia vị này kia, nó dính vô cái miếng ớt á, mình ăn nó dễ hơn. Còn ăn sống vậy á là mình không có mê, không có thích cho lắm. Đem cái khay ớt thì vô rồi mình sẽ phân ra từng túi để đem cho người này người kia ăn phụ. Ui trời, wow, một buổi sáng ra ngoài vườn cả nhà ơi, cho nằm đây cho nó mát nè. Không thu hoạch cái này thì mình cũng có cái kia để mà mình thu hoạch nha. Coi nè, quá chừng luôn chưa, một xịa luôn. Hôm nay mình sẽ trồng hai cái loại này, dưa leo với lại là đậu đũa. Đậu đũa chắc có thể là mình trồng cho nó nằm ở cái dàn ở đây. Đây cái dạng này nè, cho nằm đây. Còn dưa leo thì nó sẽ ra ngoài đây. Cái dạng mướp với lại khổ qua của mình nè, đó nguyên một dọc ở đây nè. Đó cái dạng khổ qua này của mình á, hồi lúc mình mới về á, nó cũng vàng nó eo ọt lắm. Này bắt đầu là cả nhà thấy nó phun phun ra rồi ha. Tại vì mình bón thêm phân đất vô cho nó đó, chứ cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà quan trọng là mình tưới nó cách ngày nó đủ lượng nước á, thì nó sẽ lớn, nó phát triển. Không biết cái dây này dây gì ha. Rồi mình sẽ trồng dưa leo xuống đây. Còn cái đám rau cải keo này của mình đó nè, chắc mình sẽ thu hoạch nó luôn đi. Rau cải keo này á, đem vô xào với lại nước cốt dừa ngon lắm cả nhà nha. Hầu như là mỗi lần mà thu hoạch cái cải keo này mình đều nói, tại mình ăn mà thấy nó ngon lắm. Mấy cái rau cải keo này vô mùa đông á là cái cây của nó phun lên nó tốt lắm. Còn cái này á nó còn nóng cho nên nó không có chịu. Thu hoạch chỉ cần 2-3 cây thôi là mình có thể xào được một dĩa để ăn rồi. Xào tỏi cũng ngon nữa. Rồi, lướt sơ qua một cái là nó sạch sẽ cái đám này của mình luôn. Cũng được một xịa cả nhà nha. Mấy cái lá này nó già rồi, bỏ rồi đi. Quá chừng luôn không? Cứ ra vườn là như vậy nè. Ý là cái vườn của mình nó chút ác đó nha. Chứ mà cái vườn mà nó lớn nữa đó là thôi, cắt thành một cái nông trại luôn. Mê trồng dữ lắm cả nhà ơi. Ở nhà có miếng đất nào á là cứ ghim cứ nhét xuống. Mấy cái hộp giống dưa leo này á là mình mua ở trong Home Depot, mình về mình tự ươm nha. Mấy cái giống này là nó trồng trong tháng 9. Mình thấy trên cái bao bì á là nó để là cái dùng kali là trồng trong tháng 9. Cho nên là mình ươm lên mình trồng thử. Cứ trồng lên đi. Rồi để coi nó làm sao. Chứ trong cái bao bì á, thì nó để là trồng trong tháng 9 á. Thường vô mấy cái tháng này á, là mình sẽ chuẩn bị để mà mình ươm mình trồng những cái loại rau cải
rau củ mà nó chịu lạnh, để vô mùa đông á mình cũng có cái để mình thu hoạch. Rồi bây giờ mình vô trong nhà chuẩn bị cơm nước cho cả nhà ăn buổi chiều nữa. Bây giờ mình cũng xin tạm ngưng cái video đây cả nhà nha. Xin chào và tạm biệt tất cả quý cô chú anh chị và các bạn nha. Xem video nhớ cho mình xin một like. Còn những ai mà chưa có bấm nút đăng ký kênh, nhớ bấm nút đăng ký bên dưới để có thể theo dõi được những cái video kế tiếp nữa từ gia đình của mình nha. Bye bye.